Con xin kính chào quý cụ quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe Tin Mừng ngày thứ Sáu, lòng thương xót 19 tháng Giêng năm 2024, sau chuyên nhật thứ hai mùa thường niên. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng bước vào ngày thứ hai trong tuần xin ơn Chúa Thánh Thần cũng như là cầu nguyện cho sự hiệp nhất và cũng là ngày thứ hai trong tuần 9 ngày khánh lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe Tin Mừng Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người, người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zebedê và ông Gioan em của ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Bô. Boanage nghĩa là con thiên lôi rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe, con ông Anphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa kính thưa cộng đoàn chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ năm 18 tháng Giêng với ba ý ý thứ nhất người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những việc người làm chúng ta cũng cần phải biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta à, ông Môse thường hay nói với dân là anh em đừng lãng quên những kỳ công chúa đã làm chúng ta đừng quên chúng ta cần phải biết những gì chúa đã làm cho chúng ta và chúng ta đừng quên những gì chúa đã làm cho chúng ta rồi ý thứ hai người đã chữa lành nhiều bệnh nhân khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người xin cho tất cả chúng ta à, nhất là những khi bệnh tật chúng ta lại càng phải ưu tiên chạy đến với chúa trong những lúc đau ốm bệnh tật mà để trong những lúc đau ốm bệnh tật mà chúng ta đến với Chúa thì ngay lúc khỏe mạnh chúng ta cũng phải tập đến với Chúa, đến với Chúa trong nhà thờ, đến với Chúa khi tham dự thánh lễ, khi đọc kinh cầu nguyện, đến với Chúa khi làm việc bác ái. À, hoặc là tâm trí của chúng ta hay nghĩ về Chúa trong hàng, trong uh, thời gian hàng ngày để rồi trong những lúc đau bệnh thì chúng ta vẫn kết hợp với Chúa còn còn nhớ chị của con ấy. trong cái giai đoạn cuối của bệnh ung thư chị đau lắm cả đêm chị cứ kêu tên Chúa kêu tên mẹ mà thì Chúa ơi cứu con mẹ ơi cứu con nghe nó cũng 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 rất là buồn nhưng mà nó cũng có một cái gì nó rất là rất là tin tưởng rồi ý thứ ba những người nhưng người cấm ngặt không cho ma quỷ tiết lộ người là ai tức là Đức Giê-su ngày hôm nay ngày bắt đầu sứ vụ à, chữa lành rau giảng vân vân rồi Đức giê còn phải chịu đau khổ Đức giê còn phải chết rồi sau ba ngày ngày sống lại thì mới là hoàn tất cái công trình cứu độ của Thiên Chúa nên là lúc này Chúa cũng à, không muốn cho tỏ ra là ngài là con Thiên Chúa bởi vì sứ vụ còn đang ở phía trước rồi xin cho tất cả chúng ta đi theo Chúa khi Chúa làm phép lạ và chúng ta cũng sẵn sàng đi theo Chúa khi Chúa bị đóng đình trên thập giá rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ sáu, 19 tháng riêng. Ngày thứ sáu là ngày chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa và tất cả thánh lễ sáng chiều cũng như là các giờ kinh, nhất là giờ khấn lúc 3 giờ thì chúng con luôn luôn cầu nguyện cho quý cụ, quý ông bà cùng tất ảnh, tất cả anh chị em, nhất là các bệnh nhân. Mấy bữa nay thời tiết đã thay đổi nên là con cũng nó cũng muốn bị cảm, nó không có được khỏe. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ 6, 19 tháng riêng. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Đức Giêsu tuyển chọn những người trở thành tông đồ, đó là những người Chúa muốn. À, chính vì thế mà chúng ta đi tham dự thánh lễ khấn hay là lễ truyền chức linh mục của chúng ta cũng vẫn nghe những cái lời dẫn lễ như vậy đó. Ngày hôm nay à, Chúa tuyển chọn thầy Gioan Baptista trở thành linh mục của Chúa, đấy là điều Chúa muốn chứ không phải do công trạng không phải là chúng ta đạo đức hay là thánh thiện hay thế này thế khác mà chúng ta được cái điều đó nhưng mà trước tiên đó là chúa muốn và chúa muốn thì nó không phải như là người ta muốn à, cách đây một năm thì con có đi thăm một master còn rất là trẻ mới có tuyên khấn lần đầu sau khi tuyên khấn lần đầu xong thì sơ phát hiện là bị ung thư não à, chúng ta biết là ung thư não thì cũng rất là nhanh Thế thì con được giới thiệu và con cũng đến để giải tội và thăm viếng sơ ấy Sau khi giải tội rồi sức giàu xong hết thì ngồi nói chuyện một chút Thì sơ có nói rằng là chắc chắn là chú biết con bị cái bệnh này Bệnh thật thì chắc là chú biết Mà chú biết con bệnh như vậy thì sao lại để cho con đi tu làm gì Con làm tốn công tốn của nhà dòng quá nhiều biết bao nhiêu năm tháng học hành rồi tốn kém con chưa có làm được cái gì cả con vừa mới tuyên khấn sau mới bắt đầu sư vụ đi làm thì giờ con đổ bệnh Thì nếu mà chúa thì chúa biết rõ tất cả chúa biết rõ tương lai chúa biết là con bệnh mà sao mà để cho con cho con đi tu làm gì có lẽ là trong những lúc đau bệnh rồi cũng buồn nên là sơ nói cái điều đó thì con cũng chỉ nói với sơ ấy rằng là thật sự chúng ta đi tu không phải là trước tiên đó, là vì chúa muốn Chúa tròn chúng ta rồi chúng ta đáp lại thôi. cái chắc chắn là cái đáp lại của chúng ta nó cũng không có trọn vẹn đâu. Thì Chúa muốn chúng ta nhiều cái điều tốt lắm, nhưng mà chúng ta đáp lại thì nó cũng chỉ là một phần đấy. Việc chúng ta đi tu, việc chúng ta trở thành linh mục tu sĩ nam nữ. Trước tiên đó là Chúa muốn. À, mà Chúa muốn thì không như con người muốn. À, mình muốn thì mình muốn à đi tu thì phải khỏe mạnh đi tu thì phải giỏi giang đi tu phải làm được nhiều việc mình thì mình muốn như vậy nhưng mà chúng ta nhìn chị Teresa đồng Giêsu cả cuộc đời của chị tu trì thì cũng chỉ nằm trên giường bệnh thôi thế mà chị cũng là một vị thánh rất lớn bởi vì chị đã kết hiệp cuộc đau khổ của mình với đau khổ của đức Giêsu đối với cá nhân con vậy cũng cứ, cứ thích làm như người đời cũng cứ thích nổi nang như người đời thế nhưng mà đối với Chúa thì Chúa không cần những cái điều đó Chúa cần tình yêu trước cần chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta thực thi những điều Chúa muốn Thế thì Chúa muốn thì Chúa xếp đặt mỗi người có mỗi hoàn cảnh người thì làm tông đồ, người thì chữa bệnh, người thì là đau bệnh vân vân và vân vân. Vấn đề là chúng ta nhận ra được cái ý Chúa muốn và chúng ta vui mừng trong cái ý của Chúa muốn và trọn vẹn trong cái ý của Chúa muốn. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ theo ý Chúa muốn nha. Yeah. Chính vì thế mà chúng ta không có thể nào mà thắc mắc nào. Tại sao trong nhóm mẹ e tông đồ có ông Phêrô chối Chúa? Còn ông Iscariot là kẻ phản bội Đấy là ý Chúa Ý của con người thì chắc là chúng ta không chọn đâu Nhưng mà Chúa chọn Mà nếu mà Chúa chọn cả Juda Iscariot Thì có thể nói rằng ai Chúa cũng muốn làm tông đồ của Chúa Ai mà Chúa đến trần gian này là Chúa muốn cứu hết mọi người Chúa cứu hết mọi người Nên là mỗi người Chúa đặt tệ ở một cái vị trí Dẫu biết rằng người đó là yếu đuối là tội lỗi Chúa biết chúng ta tội lỗi Và Chúa đến trần gian này là cũng vì chúng ta là kẻ tội lỗi Chứ đâu phải nếu chúng ta là thánh nhân thì Chúa đến làm gì Nên là Chúa biết rõ ông phê chối Chúa, Chúa Chúa biết rõ ông Judas Iscariot là chối Chúa, Chúa Nhưng mà Chúa vẫn chọn bởi vì Chúa muốn cứu họ Chúa muốn cứu họ Chỉ ngoại trừ trường hợp mà chúng ta không thèm Chúng ta không muốn Thì Chúa chờ đợi thôi chứ cần Dù là chúng ta có là gì thì Chúa cũng vẫn muốn chọn Muốn cứu chúng ta ha Chúa chọn 12 ông là vì Chúa muốn Nha và qua cái việc là trong nhóm 12 có ông phê hay là có ông Judas Iscariot bám Chúa thì điều đó cho thấy là Chúa muốn tất cả chúng ta Chúa muốn cứu tất cả chúng ta Ai Chúa cũng muốn làm tông đồ cho Chúa để hưởng ơn cứu độ Các ông đến với người, người lập nhóm 12 để các ông ở với người Và để người sai các ông đi rao giảng và quyền trừ quỷ Thì chúng ta thấy là cái ý định của Chúa rất là rõ nha Chúa muốn chúng ta là tông đồ cho Chúa Là tông đồ của Chúa làm sao là được ở với Chúa Chúa muốn chúng ta ở với Chúa này rồi sau đó là Chúa muốn chúng ta đi rao giảng với quyền trừ quỷ Đó là hai cái việc nha Ở với Chúa Sau đó là rao giảng Vì thế mà chúng ta cũng hãy tập ở với Chúa nha à, Tập ở với Chúa trong những cái nơi nghèo khó à, Chưa sinh ra ở hang Bethlehem Chưa sống nghèo khó ở Nazareth à. Vì thế mỗi khi mà chúng con, con đi thăm những cái những người nghèo đó Thì con cứ ngồi nói chuyện với họ Thì con vẫn cứ nghĩ là con đang ở với Chúa đây Con đang ở với Chúa đây à. À, Chúng ta ở với Chúa khi chúng ta ở với người nghèo À, chúng ta ở với Chúa khi chúng ta tham dự những cái giờ lễ Đọc kinh cầu nguyện sốt sắng à, Chúng ta ở với Chúa khi chúng ta thông phần đau khổ với Chúa à, Và cụ thể hơn nữa là chúng ta ở với Chúa Khi tâm trí của chúng ta hay nghĩ về Chúa Hay nói những điều Chúa nói Hay nghĩ về Chúa Hay nói những điều Chúa nói Và tập làm những gì Chúa làm Thế thì Chúa muốn chúng ta là môn đệ cho Chúa Thì nếu ai đó hỏi chúng ta là môn đệ cho Chúa làm sao Môn đệ của Chúa là ở với Chúa rồi sau đó là rao giảng với quyền trừ quỷ khi chúng ta ở với Chúa rồi thì chúng ta sẽ rao giảng được là Chúa Chúa nói làm sao thì mình nói vậy Chúa làm sao thì mình làm vậy Chúa muốn cái gì thì mình muốn như vậy mình phải ở với Chúa tất cả thì mình thì mình mới rao giảng được con thì con cũng phải xác tín cái đồ đó nếu không có những thời gian cầu nguyện ở với Chúa nếu không ở với Chúa với những người nghèo nếu không ở với Chúa trong tâm trí trong lời nói trong lời trong việc làm thì chúng ta cũng chúng ta có nguy cơ để chúng ta không có rao giảng về một đức Kitô đâu nên là với cái ý này Chúa tuyển chọn các tông đồ hay là Chúa muốn tất cả chúng ta ở với Chúa để rồi khi ở với Chúa rồi thì chúng ta sẽ đi rao giảng và khi chúng ta đi rao giảng thì chúng ta cũng có quyền trên ma quỷ người lập nhóm 12 gồm có ông Simon người đặt tên là Phêrô ông Simon Phêrô là tông đồ trưởng ha hay nói đến Phêrô là nói đến người chìa cầm cái quyền chìa khóa nước trời và cũng là nói đến cái người mà chối thầy à, rồi ông Jacob và ông Dê Jacob con ông Dê BD và em ông là ông Gioan con ông Jacob nên là hai anh em ruột Jacob và Gioan hai ông này à, cũng là trong nhóm Phêrô Jacob và Gioan đấy đang là trong nhóm ba là cái nhóm mà đi theo sát Chúa Giêsu hơn tất cả những cái người khác à, ông Gioan cũng là tác giả sách tin mừng Gioan cũng như là sách Hải Huyền à, rồi người lập nhóm 12 gồm có ông Simon Ferro này, Jacob này, Joan là em ông Jacob này, người đặt tên cho hai ông là Boanêge nghĩa là con của thiên lôi tức là liên quan đến cái biến cố mà đi ngang qua cái thành Samari đấy thì là người ta không cho đức Kitô đi ngang qua thì hai ông này mới điên lên mới, mới nói là thầy cũng muốn con xin Chúa Cha khiến lửa từ trời xuống để mà giết cái bọn cái bọn nào mà mất dạy này không thì Chúa mới nói rằng là sau này có cái ý định mà mà xấu xa như vậy người ta không cho mình đi thì mình tìm lối khác mình đi chứ có cái gì đâu. À. Nên là chúa đặt tên hai công này là con thiên lôi, thiên lôi. Sau này khi gần lên Jerusalem này, chúa xu lên Jerusalem để chịu chết, thì hai công này lại xin chúa cho ngồi bên tả, bên hữu trong nước của thầy. Thì chúa mới nói là các anh cứ tưởng là thầy lên Jerusalem thầy làm vua chúa theo kiểu trần gian, anh em không biết anh em xin cái gì cả. À. Rồi người đặt tên cho hai ông là Anege, nghĩa là con của thiên lôi. Đổi đến các ông Andre. Andre là anh ruột của Phêrô. Philippe, à, Philippe là à, ông Andre, ông mới nói gọi ông Philippe đó và nói là đấng mà sách luật đã nói đến tôi đã gặp rồi ông Philippe mới nói rằng là à, à, ông Philippe lại đi mời thêm ông Nathanael nữa là ông Bartolomeo đây này, Đó, tức là những người được Chúa gọi tiếp theo thì Chúa mới nói rằng là à, anh là người do à, do thái nơi anh không có cái gì gian dối cả. Đấy. Thì ông Nathanen mới nói là sao thầy lại biết tôi? Đấy. ông Philippe rồi ông Bartolomeo rồi ông Matthew tác giả sách tin mừng ông Thomas là người nói là nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh thì tôi không có tôi không có tin là thầy đã sống lại ông Jacobe là anh em họ với Chúa Giêsu là Jacobe hậu Jacobe tiền là Jacobe với lại doan ở đây là Jacobe con ông Anphe là người anh em họ với Chúa Giêsu rồi Judas Tadeo cũng là anh em họ với Chúa Giêsu Simon thuộc nhóm nhiệt thành cũng là anh em họ với chúa Giêsu và cuối cùng là Judah Iscariot chính là kẻ nộp người thế thì chúng ta cứ nhìn vào Judah Iscariot chúa biết anh ta có những cái mưu đồ những cái xấu xa chúa biết mà chúa vẫn chọn ông mới làm tông đồ thì điều này cho thấy là thiên chúa muốn ôm cả nhân loại này vào trong trái tim chúa chúng ta cũng chẳng hơn thì Judah đâu nếu như mà Judah mà chúa còn tuyển chọn trở thành tông đồ thì chúng ta hoàn toàn tạ ơn Thiên Chúa bởi vì chắc chắn là Chúa không chê bỏ chúng ta. Chỉ ngoại trừ trường hợp là mình mình chê Chúa thôi chứ còn thì Chúa không bao giờ mà chê chúng ta cả. Thế thì chính bởi vì Chúa chọn Judas Iscariot mà chúng ta tràn đầy niềm hy vọng rằng là chắc chắn là Chúa chọn chúng ta và dù chúng ta tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, chăng nữa thì Chúa cũng vẫn muốn cứu chúng ta. Mong rằng là chúng ta đừng có chê, đừng có chê Chúa. Kính thưa cộng đoàn lúc 11:45 giờ hàng ngày thì chúng ta có thêm giờ khấn à, chúng ta đang bắt đầu tuần khấn xin ơn Chúa Thánh Thần vì con thấy nó rất là quan trọng sau tuần khấn thì xin ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ khấn Đức Mẹ sau tuần khấn Đức Mẹ chúng ta khấn Thánh Giuse. Xe sau tuần khấn Thánh Giuse Xe thì chúng ta khấn Thánh Martino sau Thánh Martino chúng ta khấn các Thánh Tử Đạo Việt Nam sau Thánh Mát Tử Đạo các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì chúng ta khấn Cha Francisco Trương Bửu Diệp trước mắt là chúng ta có 9 tuần khấn à 6 tuần khấn 9 ngày thì thôi thì nếu có thể được thì chúng ta cứ 11 giờ 45 chúng ta dự khấn này tới 12 giờ chuông thì chúng ta ăn cơm trưa à, còn nếu mà chúng ta đói bụng quá thì có thể 10 h chúng ta ăn trước đi Thì 11 giờ 45 thì chúng ta tham dự giờ khấn 15 phút à mỗi ngày chúng ta xin một tí mỗi ngày chúng ta xin một tí thì từ từ thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ được nhiều ơn lành còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn